Vâng, hai chào các bạn, chào mừng các bạn cùng nhau quay lại với GVN Channel. Như các bạn đã biết rồi đó, thì Gigabyte là một trong số những ông lớn làm những linh kiện phần cứng máy tính đầu tiên trên toàn thế giới. Rồi hãng đã đến gần hơn với cái hệ sinh thái dành riêng cho mình, bằng chứng là họ không những chỉ làm những cái linh kiện máy tính mà còn cho ra những cái bộ gaming gear nữa. Thì nay Gigabyte Aorus còn làm luôn cả màn hình. Đây là cái màn hình đầu tiên mà Aorus họ làm. Để coi cái sản phẩm này nó có cái gì hấp dẫn và có đáng để sở hữu hay không. Còn bây giờ thì xin mời. Đầu tiên là về thiết kế bên ngoài trước, thì dạo một vòng nếu như các bạn thấy nè, do là một thương hiệu gaming cho nên là chiếc màn hình này sẽ có một cái thiết kế cực kỳ hầm hố, với cái chân đế được làm từ kim loại đúc chắc chắn cực kỳ, và các bạn có thể thấy đây không thể lung lay được. Và ở phía trên các bạn có một cái tay cầm để giúp cho các bạn có thể di chuyển dễ dàng hơn trong những tình huống. Và thêm một cái nữa là nếu như những anh em nào mà thích LED RGB á, thì anh em sẽ cực kỳ khoái cái màn hình này, do ở phía sau ngay phần mặt lưng của màn hình và phần mặt lưng của chân đế các bạn sẽ có được những cái logo và những cái dải LED RGB phát sáng. Và lưu ý nè, nếu như anh em muốn sử dụng cái phần mềm RGB Fusion của Gigabyte để mà đồng bộ chung á, thì anh em sẽ phải ghi một cái đầu USB-B sang một cái đầu USB-A ghi vào trong máy tính, thì các cổng cáp đó lát nữa mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Về cái chân đế này, mình cực kỳ thích là do nó có một cái tính di động cực kỳ cao, các bạn có thể nhấc lên nhấc xuống và nó cực kỳ smooth. Các bạn có thể xoay một cái góc 90 độ của cái màn hình luôn, thì đây là một trong những điểm mà mình nghĩ là những anh em nào mà vừa làm việc hoặc vừa có nhu cầu chơi game sẽ cực kỳ thích. Về phần màn hình thì các bạn sẽ thấy là chiếc màn hình này sẽ có ba cái viền khá mỏng là trái, phải và trên. Còn viền phía dưới thì nó sẽ hơi dày một chút xíu do là đặt một cái logo của Aorus. Và cái logo này sẽ được làm mã trôm sáng bóng. Mà phải chi là logo này nó sẽ có thêm LED RGB thì sẽ ngầu hơn một chút xíu. Cái này là do mình mong muốn thôi. Rồi, các bạn sẽ có được những cái phụ kiện đi kèm ở trong cái chiếc màn hình này là một cổng HDMI, một cổng DisplayPort, một cổng USB-B, hai cổng nguồn. Một chút xíu về spec thì chiếc màn hình này sẽ có cái tấm nền IPS và các bạn có được cái độ phân giải tối đa là 2K 144Hz, hoặc là 2K nếu như bật HDR lên thì nó sẽ còn là 120Hz. Và một điểm rất đặc biệt là chiếc màn hình này có thể lên tới tận là 4K 60Hz. Đây là một trong những điểm mà mình thấy cực kỳ bất ngờ, tại vì vậy nè, ở trên SKU của sản phẩm cái tên của nó là AD27QD, thì nếu như nhìn về spec và nhìn về mọi thứ thì nó mình nghĩ là chỉ có lên được 2K 144Hz thôi. Tuy nhiên đối với sản phẩm mình đang sử dụng ở đây thì nó lên tới tận là 4K 60Hz. Có thể thôi là cái tấm panel của nó là tấm panel với độ phân giải là 4K và các bạn có thể chỉnh lên 4K là chuyện bình thường. Hoặc là đây là một cái sản phẩm sample nên là nó vẫn còn một số những cái lỗi mà Aorus họ chưa có fix ở trong quá trình mà sản xuất. Hoặc là Aorus còn muốn tặng thêm một phần quà bí mật dành cho fan, thì cái này là mình chưa biết. Để sản phẩm mà bán chính thức ra thì bọn mình sẽ có câu trả lời cho các bạn sau. Về cái độ sáng thì nó có thể lên tới tận là 400 nits, đạt cái chuẩn HDR 400 của VESA, rất là ấn tượng. Và thêm nữa là chiếc màn hình này cho là khả năng giải mã 10 bit màu và công nghệ FreeSync đi kèm, giúp cho những anh em nào mà đang sử dụng kẹt có độ đỏ đó có thể đồng bộ cái tần số quét với cái màn hình này. Tuy nhiên một cái thông tin dạo gần đây mà mình thấy là Nvidia họ đang cập nhật cho những chiếc màn hình mà đang sử dụng FreeSync biến thành G-Sync luôn, thì không biết là chiếc màn hình này có khả năng cũng sẽ được nằm ở trong số đó. Mình hy vọng là vậy thôi ha. Nếu như các bạn mua chiếc màn hình này về thì có khả năng là có thể sử dụng được đối với kẹt có độ xanh luôn. Về cổng kết nối thì với cái cổng HDMI 2.0 này á, thì có thể nó sẽ là một điểm yếu, bởi vì nó chỉ có thể đạt được cái độ phân giải là 4K 60Hz thôi và nó vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với những cái chuẩn HDR khác nhau, nên có thể đây là một cái điểm mà mình cảm thấy hơi đáng tiếc. Thêm một cái nữa là đối với cái cổng DisplayPort 1.2 ở trên chiếc màn hình này thì có thể nó cũng là nguyên nhân khiến cho chiếc màn hình này khi mà bật cái chế độ HDR lên thì nó chỉ có thể đạt ở tần số quét là 120Hz thôi chứ không phải là 144Hz. Và các bạn sẽ có được hai cổng USB 3.0 cũng như là một cổng USB-B và cuối cùng là một cặp audio in out giúp cho các bạn có thể nghe nhạc được ở trên cả chiếc màn hình này. Nói riêng một chút xíu nữa về tấm nền màn hình thì với panel IPS thì cái màu sắc chuẩn là chuyện đương nhiên. Khi mà mình thử test màu qua thì cái chiếc màn hình này cho là một cái kết quả rất là ấn tượng, đạt gần như là 100% sRGB và một số những cái thông số liên quan đến NTFC và DCI-P3 cũng rất là ấn tượng mà các bạn đang thấy rồi đó. Cho nên là chiếc màn hình này cá nhân mình thôi, mình nghĩ là nó sẽ rất là phù hợp đối với những bạn nào mà cần một chiếc màn hình dùng để chơi game, bởi vì cái tần số quét cao mà đồng thời màu sắc cũng tương đối là chuẩn. Nếu như những anh em nào mà làm việc liên quan đến đồ họa, liên quan đến những cái nội dung sáng tạo thì chiếc màn hình này cũng sẽ rất là phù hợp. Và thêm một đặc điểm nữa mình phát hiện ra là với cái đèn nền màu đen ở phía sau của chiếc màn hình này nó sẽ hơi gắt. Nếu như các bạn chỉnh cái mức sáng cao nhất á thì khi các bạn xem những cái nội dung màu đen có thể nó sẽ bị mất đi cái phần màu đen đó và các bạn nhìn xéo xéo á nó sẽ hơi ngã vàng luôn. Nên đây có thể là một trong những điểm yếu mà nếu như anh em nào thích xem những cái phim mà nó có những khung cảnh mà màu hơi tối. Còn về vấn đề chung của những cái tấm nền IPS là nó sẽ thường hay bị hở sáng, thì đối với chiếc màn hình này nó không bị. Đây là một cái điểm mà mình rất thích ở trên chiếc màn hình này.
Tuy là một sản phẩm mới nhưng mà Aureus có vẻ như là đã học hỏi rất nhiều từ những cái sản phẩm đi trước của những thương hiệu khác, cho nên là họ trang bị cho nó rất là nhiều những cái công cụ hỗ trợ thú vị. Đầu tiên là các bạn có thể kể đến một số những cái mod các bạn có thể chuyển đổi qua, như là chơi game FPS, game MOBA hoặc là màu sắc chuẩn gì đó, thì Aureus đều có trang bị sẵn cho các bạn. Các bạn có được một số những cái tính năng như là crosshair giúp cho các bạn có thể tạo một cái tâm nhóm ảo và chơi những cái tựa game bắn súng tốt hơn. Các bạn có game timer, các bạn có một số những cái công nghệ độc quyền. Các bạn còn có thêm đương nhiên là FreeSync nhưng mà nó có chia sẻ. Và cuối cùng là các bạn còn có luôn cả on-screen display, tức là nó giống như là cách mà Afterburner đang làm á, tức là nó sẽ thể hiện được cho các bạn là GPU bao nhiêu, CPU chiếm bao nhiêu, rồi FPS bao nhiêu, thể hiện rõ luôn cho các bạn. Và các bạn không cần phải download thêm phần mềm bên thứ ba. Đây là một trong những cái rất là thú vị. Về trải nghiệm sử dụng cá nhân mình á, thì màu sắc của chiếc màn hình này có thể nói là tuyệt vời nhưng mà nó có chia sẻ rồi. Và thêm một cái nữa là do mình thật sự không biết được là do sản phẩm này là một cái sản phẩm sample nó bị lỗi hay là không. Nhưng mà nếu như cái chuyện mà hãng họ cho phép các bạn có thể sử dụng lên cái độ phân giải là 4K 60Hz á, thì đây có thể là một trong những chiếc màn hình rất là đắt giá trên thị trường hiện tại. Tại vì các bạn có thể chuyển qua giữa 2K 144Hz để mà chơi game, hoặc các bạn có thể sử dụng 4K 60Hz để làm những cái công việc liên quan đến đồ họa, thì nó vừa balance cả hai luôn. Các bạn không cần phải đi mua hai cái màn hình cho có chuyện là vừa làm đồ họa vừa chơi game. Và thêm một đặc điểm nữa là nếu như xét riêng về cái chuyện chơi game thôi, các bạn nếu như chơi những cái tựa game mà đòi hỏi cái tính thực thi cao chẳng hạn như CSGO hoặc là PUBG đó, thì các bạn có thể chỉnh xuống 2K để mà chơi với một cái tần số quét nó cao hơn. Hoặc là nếu như các bạn đang chơi những cái tựa game nhập vai đi cảnh chẳng hạn là Shadow Tomb Raider, các bạn muốn chơi những cái game mà đòi hỏi những cái hình ảnh sắc nét á, thì các bạn có thể chỉnh lên 4K 60Hz sẽ cho là một cái chất lượng cực kỳ tuyệt vời. Và là mình đã vừa chia sẻ được cho các bạn về cái cảm nhận cá nhân mình về cái chiếc màn hình Aureus AD27QD. Nếu như các bạn đang tìm kiếm một chiếc màn hình vừa có thể chơi game tốt, vừa có thể làm đồ họa tốt, thì đây có thể là một trong những sản phẩm rất đắt giá, chưa kể những cái tính năng hỗ trợ xung quanh nữa. Và với cái mức giá bán lẻ là khoảng 13 triệu đồng thì đây thực sự là một món hời cho game thủ. Vậy thì các bạn có thích sản phẩm này hay là không, đừng quên để lại một like, share và subscribe, cũng như là comment lại cho mình biết nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Online, em còn làm một đám la, buồn quá vì đập chơi. Online, thức phạm. Online, em còn làm một đám la.